Nắng mơ đó mày. Ta ra. Đó Phật biểu ý. Phật biểu bay lên nhé. Em cảm giác khi thế nào khi là người anh à đúng rồi khi đi về một thằng đẹp trai nhá anh ơi nó chưa ỏi rồi em phun ra liền em tức phun đi phun đi phun anh hứng nhờ ê em đừng phun người ta tưởng muốn em có bao gồm kệ em đi dù chi nữa trước sau gì cũng bầu ê đúng không bầu trường và bầu sáu rồi phải không? Khi mà cắn để ý của đụng ấy, khi mà ưa anh chó ấy, thì giống như là mà cứt gặp phải chó vậy đó. Chó nó tắm. Nó ăn sạch. Ra rửa rồi là em cứt quá không? Đúng rồi em cứt. Cả phải là chó nữa. Đúng rồi, ngon luôn. Em phải nói là nhiều lúc em cứ tưởng tượng là mình là như cứt trôi sông vậy. Đúng rồi. Cái đường câu này làm thì đừng có bờ ấy. Chó lên trồng điện bờ ấy. Chó đừng ngóng cái mặt cũng mới ăn. Mà đâu ăn được mô. Ăn được. Không chờ chờ cứ túp vô bờ rồi mới được ăn. Chứ đứng trong hoài đâu có được ăn đâu. Ừ, ăn được. Anh đang làm cái méo vậy anh đang phỏng vấn em hả? Ê, dạ, thưa quý vị và các bạn. Tôi là quý vị đúng. Đợt này em phát biểu cảm nghĩ khi ưa được thằng trai Huy đẹp trai như anh ấy. Không, lần đầu tiên mà khi mà biết anh ấy là em cảm thấy là em rất là sợ bị bán qua Trung Quốc. Đó đang. Rồi, vừa xấu mà vừa đẻo nữa. Ừ. Mà ưa. Xui thôi. Ừ. Xui hết mà đang ấy giả bồ, hết mà đang giả bồ. Xui thôi. Cũng tại anh ấy chứ không bây giờ em đang hạnh phúc với thằng mua đó rồi không được chưa không tại anh ấy chứ không em đang hạnh phúc với thằng mua đó rồi chứ bây giờ em ngồi đây à mình hạnh phúc bên thằng chó mới rồi chứ ừ thằng chó ngồi đây chứ gặp thằng chó đi thôi kệ mai còn hai đứa bay đây con đặt được tên cưng được tên chó thôi em chó đủ rồi cho đưa mày cưng rồi em mới nghĩ khi mà mẹ em đẻ con em đặt cho nó là Coca tại vì em nghiện Coca quá đi đúng rồi Coca Cola Coca Coca không có chữ lá đâu nữa bơ lá đúng không con trai con gái chị ba ăn rồi bơ lá ba ăn rồi bơ lá ngay chết mẹ luôn đúng không? À Coca mà đừng có la rồi khi mua mà để tiếp đi nữa chắc là đặt là nước chanh quá để hai đứa chứ để bụng đứa thôi để thôi. Tí nữa em đặt là bánh tráng cậu Coca, cổ la nè thôi buồn đứa luôn để lắm nghe buồn đứa là bữa tre đó đặt nuôi chứ nội thôi bốn đứa nói chung là chỉ sợ không có sức đẻ thôi đúng rồi nè dài hai tay chị hai là đùa thôi không bây giờ năm đi năm nay là nhà nước nó hủy cái mà việc mà sinh không quá hai đứa rồi là có quyền sinh ba đứa bốn đứa vậy mà mày thích sinh bao nhiêu mình sinh mình miễn mày nuôi được đó 12 đứa đi hả 12 đứa đi chơi bà ngoại em sinh 11 đứa kìa 11 đứa nó đuôi bọng đó đó tính thêm bà ngoại vô nữa được tiền bà ngoại nè bà bà ngoại là chữ bi hả.